Bạn là người yêu công nghệ nhưng hay nói thật đi bạn, có thấy bất tiện và khó chịu khi dùng nhiều thiết bị thông minh mà mỗi thiết bị lại là một loại sạc khác nhau? Sản phẩm này sẽ giúp bạn tối ưu thiết bị, giảm tải việc phải cầm theo nhiều dây sạc, thiết bị sạc cồng kềnh, giúp góc làm việc trở nên gọn gàng và rất cơ động khi di chuyển. Hãy cùng trải nghiệm sự thông minh của sản phẩm đa năng này nhé! Bộ sạc không dây 5 trong một công suất cao 15W giúp bạn tối ưu thiết bị, tích hợp chip sạc nhanh an toàn cho điện thoại không dây, tai nghe Bluetooth, đồng hồ đeo tay thông minh, đồng hồ điện tử cộng báo thức thông minh, đèn LED, đèn ngủ với ánh sáng dịu mắt, đồng hành cùng bạn vào giấc ngủ ấm áp. Điện thoại có thể được sạc ngay sau khi đặt lên đế, có thể xoay ngang và dọc thoải mái. Trọng lượng chỉ 192g cùng thiết kế thông minh có thể gập lại không tốn diện tích, dễ mang theo người ở bất kỳ đâu.